Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn nội dung môn toán tuần 4 qua bài giây thế kỷ. Qua bài học hôm nay sẽ giúp các bạn biết đơn vị giây thế kỷ, biết mối quan hệ giữa phút và giây, thế kỷ và năm, biết xác định một năm cho trước thuộc thế kỷ nào. Chúng ta cùng tìm hiểu hoạt động 1, giới thiệu về giây. Cô mời các bạn cùng quan sát đồng hồ trên màn hình. Ở lớp 2 và lớp 3, các bạn đã được học đơn vị đo thời gian là giờ và phút. Trên đồng hồ, kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút. Khi kim giờ đi từ một số nào đó đến số tiếp liền là hết một giờ. Còn khi kim phút đi từ một vạch đến vạch tiếp liền là hết một phút. Cô mời các bạn cùng theo dõi chuyển động của kim giờ và kim phút trên đồng hồ. Cô sẽ cho kim phút đi hết một vòng trên mặt đồng hồ, tức là 60 phút. Khi kim phút đi lần lượt hết 60 phút, thì kim giờ cũng chuyển sang một giờ mới. Như vậy, cô có công thức chỉ mối quan hệ giữa giờ và phút là 1 giờ bằng 60 phút. Đây là công thức theo chiều xuôi. Còn ngược lại, ta có công thức 60 phút bằng 1 giờ. Cô mời các bạn hãy đọc thầm lại công thức này theo cả chiều xuôi và chiều ngược lại. Trên đồng hồ, ngoài kim giờ và kim phút chúng ta đã biết, chiếc kim còn lại chính là kim giây. Như vậy, hôm nay chúng ta sẽ được biết thêm một đơn vị đo thời gian mới nữa, đó là giây. Khoảng thời gian kim giây đi từ một vạch đến vạch tiếp liền là 1 giây. Khi kim giây đi hết một vòng trên mặt đồng hồ, tức là 60 giây, thì kim phút cũng chuyển sang một phút mới. Cô mời các bạn cùng theo dõi chuyển động của kim phút và kim giây trên đồng hồ. Như vậy, cô có công thức chỉ mối quan hệ giữa phút và giây là 1 phút bằng 60 giây. Và ngược lại, ta có công thức 60 giây bằng 1 phút. Cô mời các bạn hãy đọc thầm lại công thức này. Hoạt động 2. Giới thiệu về thế kỷ. Đơn vị đo thời gian lớn hơn năm là thế kỷ. Cô giới thiệu với các bạn công thức chỉ mối quan hệ giữa thế kỷ và năm là 1 thế kỷ bằng 100 năm. Và theo chiều ngược lại, ta có công thức 100 năm bằng 1 thế kỷ. Với công thức trên, ta có thể xác định từ năm 1 đến năm 100 là thế kỷ 1, từ năm 101 đến năm 200 là thế kỷ 2, từ năm 201 đến năm 300 là thế kỷ 3. Tương tự như vậy, từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỷ 20, từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỷ 21. Cô có một lưu ý với các bạn khi viết thế kỷ, đó là người ta hay dùng số La Mã để ghi tên thế kỷ. Với cách đếm thêm lần lượt thì chúng ta sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể xác định thế kỷ của một năm cho trước. Vậy cô sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện để có thể xác định thế kỷ của một năm bất kỳ thật nhanh chóng như sau. Trường hợp 1, nếu hai chữ số cuối của năm là 00 thì thế kỷ của năm đó là hai chữ số đầu. Ví dụ năm 1700 có hai chữ số cuối là 00, hai chữ số đầu là 17, vậy năm 1700 thuộc thế kỷ 17. Hay năm 2000 có hai chữ số cuối là 00, hai chữ số đầu là 20, vậy năm 2000 thuộc thế kỷ 20. Trường hợp 2, nếu hai chữ số cuối của năm khác 00 thì thế kỷ của năm đó là hai chữ số đầu cộng thêm một đơn vị. Ví dụ, năm 1945 có hai chữ số cuối là 45 khác 00. Ta lấy hai chữ số đầu là 19 cộng thêm 1 bằng 20. Vậy năm 1945 thuộc thế kỷ 20. Hoặc năm 985
có hai chữ số cuối là 85 khác 00. Ở năm 985 chỉ có ba chữ số, nghĩa là chữ số đứng đầu ta xem như là 0. Vậy ta lấy 9 cộng 1 bằng 10. Vậy năm 985 thuộc thế kỷ thứ 10. Cô vừa hướng dẫn các bạn nội dung trọng tâm của bài học hôm nay, đó chính là hai công thức đổi đơn vị đo thời gian và cách xác định thế kỷ của một năm cho trước. Cô mời các bạn cùng đọc thầm lại nội dung trên. Chúng ta cùng đến với hoạt động 3, thực hành. Bài 1, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Ở bài tập 1A, chúng ta được giảm câu hỏi 7 phút bằng bao nhiêu giây. Cô mời các bạn cùng theo dõi các câu hỏi còn lại trên màn hình và làm bài vào vở nháp. Chúng ta cùng theo dõi đáp án như sau. 1 phút bằng 60 giây. 60 giây bằng 1 phút. 2 phút bằng 120 giây. Ta thực hiện bằng cách lấy 60 nhân 2 bằng 120. 1 phần 3 phút bằng 20 giây. Ta thực hiện bằng cách lấy 60 chia 3 bằng 20. 1 phút 8 giây bằng 68 giây. Ta thực hiện bằng cách lấy 60 cộng 8 bằng 68. Bài tập 1B. Ở bài tập 1B, chúng ta được giảm câu hỏi 9 thế kỷ bằng bao nhiêu năm và 1 phần 5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm. Cô mời các bạn cùng theo dõi các câu hỏi còn lại trên màn hình và làm bài vào vở nháp. Chúng ta cùng theo dõi đáp án như sau. 1 thế kỷ bằng 100 năm. 100 năm bằng 1 thế kỷ. 5 thế kỷ bằng 500 năm. Ta thực hiện bằng cách lấy 100 nhân 5 bằng 500. 1 phần 2 thế kỷ bằng 50 năm. Ta thực hiện bằng cách lấy 100 chia 2 bằng 50. Bài tập 2A, câu hỏi thứ nhất. Bác Hồ sinh năm 1890, hỏi bác Hồ sinh vào thế kỷ nào? Câu hỏi thứ hai, bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911, hỏi năm đó thuộc thế kỷ nào? Cô mời các bạn cùng suy nghĩ và làm bài vào vở nháp. Chúng ta cùng theo dõi đáp án như sau. Ý thứ nhất, bác Hồ sinh năm 1890. Như vậy, bác Hồ sinh vào thế kỷ 19. Lý do là năm 1890 có hai chữ số cuối là 90, khác 00. Như vậy, ta sẽ lấy hai chữ số đầu là 18 cộng thêm 1 bằng 19. Ý thứ hai, bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911, năm đó thuộc thế kỷ 20. Lý do là năm 1911 có hai chữ số cuối là 11 khác 00. Như vậy ta sẽ lấy hai chữ số đầu là 19 cộng thêm 1 bằng 20. Bài tập 2B, cách mạng tháng 8 thành công vào năm 1945, hỏi năm đó thuộc thế kỷ nào? Cô mời các bạn cùng suy nghĩ và làm bài vào vở nháp. Chúng ta cùng theo dõi đáp án như sau. Cách mạng tháng 8 thành công vào năm 1945, năm đó thuộc thế kỷ 20. Lý do là năm 1945 có hai chữ số cuối là 45 khác 00. Như vậy ta sẽ lấy hai chữ số đầu là 19 cộng 1 bằng 20. Sau bài học hôm nay, cô có một số nội dung dặn dò các bạn như sau. Thứ nhất, các bạn học thuộc hai công thức đổi đơn vị đo thời gian. Thứ hai, ôm lại cách xác định thế kỷ của một năm cho trước. Thứ ba, ôm lại cách viết số La Mã để có thể viết thế kỷ chính xác hơn. Thứ tư, chuẩn bị bài luyện tập trong sách giáo khoa trang 26. Cô mến chào các bạn.